người ta thì chưa sửa soạn gì hết, nhà bên đây đã chuẩn bị đón Tết rồi. Tết nhất là nhà cửa phải sạch sẽ. Ông bà Sương người ta có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch thì nuôi tôm. Tết sạch ngon cơm á ơi. Ôi, ngôn ngữ hạn hẹp mà bày đặt văn chương nữa chị. Bởi vậy người ta nói á, mền gối là phải thơm to, chén bát phải sạch sẽ, ăn mới ngon, ngủ mới yên, nâng cao sức khỏe. Đó đó đó, đó. Quá à. Tôi nói đúng đó. Trời ơi là trời, mẹ mẹ nó chén hết rồi, ngày nào rửa cũng bị tao chén hết trơn à. Coi rửa gì hết trơn á, trời hết trơn á. Ai lấy chồng mình là ai lấy mày. Ơi, em lỡ tay mà. Lỡ tay cái gì? Mày á, bởi vì tụi bị á, cũng may là nghe lời chị hai không lấy chồng. Lấy chồng về nó cũng đuổi tụi bay về ở với chị hai nữa à. Em xin lỗi chị. Con chào cả nhà. Ô kìa, sáng sĩ. Anh tới đây làm gì hả? Trời ơi. Sooner or later, the ball gets lost and the bag gets tossed. Beast wakes as the glass breaks. Mày đang làm gì vậy? Mày đang tưởng tượng hôn bé Tư hả? Dạ không có, tại vì bữa con qua đây con ăn á, mà cảm ơn Xuân thì con ngại quá nên ngày hôm nay con đem quà đến tặng cho mọi người. Lên tay. Cảm ơn tráng sĩ. Trời, tự nhiên qua nhà chơi được rồi, tự nhiên bà vẽ tặng quà chi biết nữa, con này nó màu mè quá. Trời ơi, đã vậy rồi qua đây nhà chơi được rồi, còn bày đặt mua quà mua cáp chi không biết nữa. Nhưng mà con lỡ mua rồi thì có công mua rồi thì mấy gì cũng nhận cho con phải phép vậy đó mà. Trong gia đình quà chia hai á, chia trong gia đình. Dạ. Tặng đi, tặng đi. Hai lửa, bà rất là thích trang điểm. Bà này là bà Hùa. Bà rất là thích nhậu. Bà rất là thích thiêu thùa. Nữ hoàng đồ chua, rất là thích ăn chua. Đây là món quà đầu tiên con gửi cho dì hai ạ. Dạ. Bao đẹp. Đây là quà của dì ba. Ui, cảm ơn con. Nặng rồi nha, nặng à. Đây là quà của dì Tư. Màu xanh tôi thích. Còn đây là quà của dì Út. Còn cái này của dì Diệu. Dạ, mấy món quà này con cũng tặng, con tìm hiểu sở thích của mấy dì rồi. Nên là mong là mấy dì sẽ thích món quà con tặng. Mở quà tặng đi. Mở quà. Wow, đồ chua. Út thích ăn đồ chua lắm á. Cảm ơn con nha. Dạ, con mua đại á. Nhưng mà trúng món của dì Út thích. Có mình Út thích à? Tao không thích à? Nè, cảm ơn anh nha. Ủa mà sao anh biết tôi đang sử dụng cái kẹo bưởi này vậy? Mà mua đúng vậy? Tại vì tôi tìm hiểu sở thích của cô chứ mấy gì cũng nhà hết mà. Ủa, cái đó hiệu quả không con? Trời ơi, hiệu quả lắm đó Út. Bữa giờ con lén con xài mà chắc cả nhà mình không ai biết đâu. Cái này là đang giảm béo đó, mà còn tăng cường sức đề kháng, đẹp da nữa. An toàn không con? phải an toàn con mới dám sử dụng chứ. Có giấy tờ đàng hoàng luôn đó. Cho uống ít nè đi. Thôi. Dạ. Ủa cả nhà thấy sao ạ? Món quà con tặng mọi người có thích không ạ? Tại vì trước khi tặng con cũng tìm hiểu kỹ rồi. Tại vì hai là thích mỹ phẩm nên con tặng mỹ phẩm. Còn dì ba thích uống rượu thì con tặng rượu. Còn dì tư thích theo thùa nên con tặng cái chanh. Má hai á là thích nhậu. Trời ơi, nhậu dữ lắm. Má ba là thích thiêu thùa. Má tư mới thích làm đẹp, làm mê mỹ phẩm á trời. Tặng lộn rồi. Không mấy bốn người á bung bốn cái phần quà ra. Rồi mình ai thích cái gì tự lựa đó, để nó khỏi lấn cấn. Chứ giờ nghĩ sao vậy? Tôi là thích làm đẹp, thích mỹ phẩm ghê đó, thích dữ lắm. Mà tặng cho bức tranh chữ thập thiêu. Thiêu sao bức tranh này chắc rối loạn tiền đình luôn á. Sao biết tôi thích uống rượu? Hả? Có bả đó, bả thất tình bả mới uống rượu thôi. Muốn phan kèm rượu vô mặt không? Hả? Trời ơi, thiệt tình. Mặt ta đẹp tự nhiên tặng mỹ phẩm. Kỳ cục. Tặng có đúng cái gì trơn trọi à. Khùng. Bị khùng không mày? Có bị khùng không? Má lộn xíu thôi mà. Thằng Trường nó mới qua chơi lần đầu mà. Tại nó chưa hiểu rõ thôi. Dạ chắc cho con xin lỗi mọi người. Có gì bữa khác con tặng bù cho mọi người. Con chào mọi người. Tặng quà là thấy không được rồi. Má, có gì đâu khó khăn. Bây giờ má thích uống rượu thì má lấy quà của má ba qua nè. Đó. Còn cái này là mỹ phẩm thì má tư cất vô xài nè. Còn nếu như má ba thích tiêu chanh thì má ba lấy phần quà đấy. Vậy mà má ba cũng là sùm lên. Còn em thích ăn chua nè chị. Nhưng mà thấy làm như nó không có thành tâm chị ơi. Không có tinh tế, không có tâm lý. Tặng quà vậy tôi tặng chi nãy mày kêu nó đem về luôn cho tao một cái đi. Thôi kệ lỡ rồi, lấy đi chị, nhận đi. Chị lỡ rồi, chị uống hết chai rượu này, chị hết buồn. Sao giờ này Út Lành chưa tới nữa ta? Có khi nào quỷ kèo không vậy? Đừng có nói là gọi điện thoại quỷ kèo nha. Tôi đập điện thoại luôn đó. Không phải. Anh nghe nè Trường. Nè, anh bớt tào lao lại nha. Vì anh á mà tôi mất điểm toàn tập rồi nè. Trời ơi, mày cứ nóng tánh quá à. Cái chuyện gì nó cũng từ từ, đâu phải chuyện gì nó cũng dễ dàng đâu mày. Bây giờ tôi không biết á, tiếp cận với gia đình người ta làm sao nữa nè. Anh có cách chuộc lỗi rồi, em yên tâm đi. Còn xin lỗi gì? Anh bớt lươn lẹo lại đi. Tôi không có nhờ vả gì được anh hết. Mà bây giờ em đang đâu vậy? Tôi đang trước nhà Diệu nè. Mày cúp máy đi, dọt lẹ đi con ơi. Tôi mới vừa dọt nhà ra nè. Bị đuổi quê muốn chết luôn. Giờ đi đâu nữa? Có người ở sau lưng mày đó. Út Lành. Anh Hiếu tặng em nè. Được, em cầm. Út Lành ngồi đi. Xin lỗi anh nha. Từ sáng tới giờ thằng Trường nó qua nó chơi nên là nhà em hơi lu bu một chút xíu. Mà thằng Trường nó qua nhà em làm gì vậy? Thằng Trường nó mang quà qua tặng. Mà em không biết ai tư vấn tào lao làm sao. Nó chị ở trong nhà chửi quá trời chửi. Cái tính nó lù khù vậy á. Nhiều khi quà cáp tôi cũng không bị chuẩn bị nữa. không giống như anh. Mà trời ơi sao nó lạnh quá ha. Ước gì mình được nắm tay người kế bên, chắc là nó ấm áp quá ha. Trời ơi, đàn ông gì mà thấy con gái là tôi cướp vậy? Ủa, làm gì vậy? Ổng sao mà sợ em á chị? Đừng có đánh nó nữa, nó cố tình nó lăn xuống dưới ảnh hưởng tới gia đình mình. Đi về với hai. Lên. Ui, xíu nữa hung được rồi. Cái bà hai lửa này. Cha, Dúc, bữa nay cô bầu mừng xiên dữ ta. Sao không lo về lo tiếp cháu rể tương lai kìa. Sao sáng không kiếm chuyện gì làm qua đây kiếm chuyện vậy? Rảnh quá. Đâu có rảnh rỗi đâu. Nốt nghe nè, không chừng á là cuối năm nay á là có đám cưới luôn. Mà cháu rể tương lai là Việt kiều mà. Trời ơi là trời, tụi nó ngước mặt trên đời được luôn rồi đó. Sao đâu có tới mà chọn chi vậy? Út nói là thằng Trường với con Diệu chỉ là bạn bè bình thường. Gì? Bình thường. Bạn bè bình thường? Ừ. Trời đất ơi, không dám bình thường đâu. Cô nói Út nghe, Út cũng đang bị nó dắt mũi. Giống như nó đang dắt mũi dì ba vậy đó. Thằng đó nó ghê lắm. Nó cấu kết với thằng Hiếu nha, nó đưa mọi người vô chồng. Sau đó nó hốt bé Diệu, hiểu chưa? Nhưng không trúng. Gì vậy? Gì vậy? Nguyên mặt à, vô lỗ tai luôn nè. Tôi nói trong cái nhà này là không có chuyện yêu đương trai gái chồng con, có hiểu chưa? Ủa Út, bộ mặt thằng Cường này nói chuyện không ai tin hay sao vậy? Sao con nói từ nãy giờ không ai tin vậy? Con nói Út nghe nha, chính mắt con là người thấy con Diệu đưa thằng đó vô trong phòng. Mà vô đó làm cái gì? Út lo mà chạy về kêu con Diệu nó về đi, chứ coi chừng không có cái đám cưới mà có cái đám thôi nôi con tụi nó luôn đó. Nhà đã đông người rồi, trồng rau ra không đủ ăn cho gia đình, làm sao bán cho ra ngoài được? Mà con nít nó đâu ăn rau đâu, đúng không? Không lẽ làm sao mở trang trại bò sữa? Trời ơi thiệt luôn, sao cái con nhỏ này yêu đương nó không biết tém tém nợ gì trời. Để cho tôi quê một mâm với người ta nè. Thiệt tình nhỏ này thiệt hết sức nói. Bố ơi, bụng đói lắm hả? Ăn cái đó vô hại lắm nha. Hay cái mỏ chú. Ủa hoài vậy? Về đi, để Út tính. Út, tính cho nhanh nha Út nha. Chứ không mà đừng nói ăn cười này không nói trước. Ừ, chú cũng coi chừng đó. Nói Út nghe nè, không ai làm được gì con á. Con làm gì giúp đời mà. Làm gì con? Ừ, Út không làm gì con. Nhưng mà Diệu thì Út không biết. Diệu làm gì con? Coi chừng là không có cái chân qua đây để mà mát ha. Không có cái chân thì lết bộ từ từ cũng qua để mát được vậy. Ừ, cũng không lết qua được đâu hen. Tại sao không lết qua được? Về em tôi đi. Trời, chỗ dính dữ vậy trời. Đảm bảo kế này sẽ thành công. Cái này là con suy nghĩ nha, chứ không phải nhìn Út đâu. Con Diệu này thiệt. Đi tới 3 bước rẽ phải. Phải nè. Đi 9 bước quẹo phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi tới 15 bước là đến nè. Ủa cô hả? Thôi được cái giả bộ. Đi đâu vô đây? Nhà của tôi không phải là vườn sinh thái. Muốn ra ra, muốn vô vô nha. Tôi nãy giờ tôi đi tìm đường mà nó có chỉ vô đây hoài à. Ai chỉ? Google nè. Ủa mà nhà cô ở đây hả? Thôi bớt đi. Nhà tôi ở đây. Rồi sao? Đi chỗ khác cho chơi nha. Để tôi làm việc. Tôi tìm đường thiệt mà. Anh tìm đường đi đâu? Nói ra thì sợ cô ngại thôi, nhưng mà tôi tìm đường vào tim cô đó. Ủa? Làm gì mà ngại hả? Bớt tạm đi. Nói giỡn chứ tôi đi tìm đường để tôi mua một ít đặc sản để đem về cho mọi người. Mà nãy giờ đi vòng vòng tôi tìm ra. Cô chỉ tôi đi được không? Nè, số điện thoại của chú Bảy xe ôm đó. Chú chuyên chở khách du lịch. Bây giờ muốn đi đâu, làm cái gì, chú chở tới tận nơi luôn. Bao giá rẻ, bao nhiệt tình, bao dễ thương. Đi lẹ giùm đi. Cô. Cái gì nữa? Nhưng mà tôi muốn cô dẫn tôi đi được không? Được. Đi, tôi sẽ dẫn anh đi. Anh đi đâu cũng được luôn. Đi ra khỏi nhà. Đi cho cô đi ra. Cô. Đi ra. Tại tôi á, tôi đến đây á là để cảm ơn cô. Chuyện hôm qua cô đã bên tôi thôi. Với lại á, nên ngày hôm nay á, tôi muốn đến đây để tặng cô món quà này thôi. Thôi khỏi đi, không cần nha. Con nhỏ đây hồi đó giờ giúp người không cần cảm ơn. Đi đi. Đi giùm tôi đi. Giờ không đi đúng không? Không đi tôi chặt chân đó. Đừng có phiền tôi nữa đó nha. Mà cô ơi, tôi để ở đây luôn nha. Hết hồn. Người gì à, hù cái người ta hù lại cái mắc cỡ. Phước Lành đợi anh lâu chưa? Đợi em anh mà em sắp đứt hết cái vườn qua này rồi á. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Phước Lành nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ này cho anh Phước Lành nè. Cái gì lẹ lẹ nha, không có hí nha. Đừng nói là không người ta nha. Người ta còn chinh đôi mươi đó. Lâu quá vậy. Alo. Ở đâu rồi? Anh nè. Trời ơi. Không sao, kệ cho nó cắn đi. Yếu quá hả? Anh có cái này tặng Phước Lành nè. Cái gì vậy? Cái vòng này anh tự làm nè, không có đụng hàng với ai á. Phước Lành đeo đi. Thì phải đeo cho Phước Lành chứ. Cỡ Có chị hai không? Đẹp bé đúng lắm ha. Em quá xinh cắn bây giờ. Từ giờ về sau, ngày tháng trở nên thật dài. Phải có em luôn bên cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Từ giờ về sau. Ồ, đẹp quá à. Còn cái nữa nè. Cái này của anh. Anh làm. Đây em đeo liền cho anh. Với mình đây tình nhân. Mà hồi sáng á Út Lành nó đạp anh đau quá. Em không đạp anh á là chị hai đánh em bầm dập luôn á. À, anh bị bầm dập còn hơn là để người yêu của anh mình bị bầm dập. Nói là hai đứa mình hạnh phúc quá à. À còn thằng Trường á, thằng Trường nó cũng thích Diệu lắm á, mà nó không có đủ can đảm giống như anh. Diệu á hả, nó là cái hạt nhân tích cực mà chị em gieo trồng, dễ gì mà Trường cô được Diệu. Nhưng mà thằng Trường nó thích Diệu lắm á, biết đâu nếu mà mình mà đẩy thuyền giúp được nó, cái hai đứa nó quen nhau, cái chị hai mà đồng ý cái chuyện của hai đứa mình khỏi phải lén lút gì nè. Cũng hợp lý anh ha. Biết đâu em đẩy thuyền cái tự nhiên chị hai chịu luôn tụi mình thì sao? Thì đó, nói chung là mình giúp nó là phụ, mình giúp mình là chính. Nhưng mà con Diệu á, lỡ mà nó không ưng thằng Trường thì em không biết đâu nha. Ờ, cái đó thì duyên nợ của nó thôi, mình giúp được tới đâu hay tới đó. Đứng đi tới chiều luôn à. Mình giả vờ mình nắm tay mình đi dạo đi. Đi dạo đi. Cỡ. Gì ghê vậy? Sâu có gì đâu ghê. Khó tìm lắm hả mày? Tao tìm khắp Đà Lạt được. Lớn quá à. Mày làm tao sợ mày. Giờ nó trở thành đặc sản luôn rồi đó. Chia lại nhà hàng được nhiêu đây đó. Tao nghe Út Lành nói á, Diệu mạnh mẽ cứng rắn lắm. Nhưng mà mạnh mẽ cứng rắn cỡ nào cũng phải sợ một thứ, đó là sâu. Hiểu không? Mày phải cho Diệu thấy sâu, chắc chắn nó xỉu. Nó xỉu mày lại mày bế, mày đỡ, làm anh hùng của mỹ nhân. Còn để mày chơi lớn nữa ha, mày bóc xong mày bỏ vào miệng luôn. Tới đó bảo đảm Út Diệu sẽ đổ mà không có đứng lên được luôn. Trời ơi, ăn cơm làm anh hùng hay là quái vật vậy? Ờ không, làm anh hùng thôi, chứ làm quái vật tao cũng sợ nữa. Nè, nhiệm vụ của mày đó, giữ cho kỹ nha, coi chừng tới nơi không còn con nào đó. Tự tin chiến thắng, hốt nàng về dinh. Ghê quá, cố lên nha. Ê, ở sao không vậy? Cô làm gì vậy? Cô làm gì ghê vậy? Cô tính làm gì vậy? Là sao? Ý của tôi á là tôi uống nước vô tôi phun vô mặt anh cho anh tỉnh. Cô tính á hại tôi bằng cái hồng chỉ đủ hay sao? Mà mà cô lấy nước dơ cô phun mặt tôi vậy? Trời ơi, sao cô dơ vậy? Ai nói là nước dơ? Cái nước này tôi đi làm tôi uống nó biết không? Đó, nước suối tôi uống vô cái bộ lọc này của tôi, nó lọc qua một lớp nữa là sạch cực kỳ luôn. Mà làm gì xới rớt vô đây vậy? Hả? Tôi nói cho anh biết nha, bước vô đây tham quan là mất 200 ngàn đó biết không? Tôi đưa rồi đó. Đưa nào? Đưa rồi. 200 ngàn kia là tiền xe ôm ông ơi. Còn vô tham quan mất 200 ngàn, tôi ghi sổ ngồi tôi đòi. Làm gì vậy hả? Đừng có bắt chước ở trong phim nha. Định cua gái xong rồi cứ vô tình chạm tay nhau để cho người ta yêu với vậy. Đừng có mơ. Ủa? Cô nghĩ gì vậy? Tôi chỉ phụ giúp cô á, lấy cái hồng này thôi mà. Tôi không cần. Ủa mà mấy cái trái này á, tôi thấy nó cái màu nó giống nhau, mình sao mình biết được là trái nào chín trái nào không chín ta? Nhìn đi, trái đỏ là chín, sống là màu xanh. Đừng cứ cố tình đụng tay tôi nữa. Nè, trái này dập nè là coi như bỏ rồi đó. Còn hai trái này nè cho anh nè, về vú đi, chừng nào nó chín rồi ăn. Còn bây giờ bước ra khỏi giường giùm tôi một cái nha, đừng làm phiền tôi nữa. Ôi, cô tính ám sát tôi nữa sao vậy? Trời, chán sĩ thật là ngang ngược đó mà. Chỗ người ta đang làm tự nhiên xới giới vô đây cho nó xém chúng rồi cái đổ thừa ta ám sát. Né ra đi, nguyên chùm đất nữa xuống bây giờ đó. Trời ra không? Ủa mà sao cô làm mấy công việc này không vậy? Tôi thấy á, mệt muốn chết luôn á. Mà tiền thì không có nhiều. Có gì đâu, đất nông nghiệp mà. Muốn có nhiều tiền á thì làm nhiều một chút. Với lại tôi thích như vậy. Vừa làm có tiền mà vừa được ở gần má tôi và mấy dì. Tôi thấy mọi người ở đây á chỉ cần thay đổi tư duy xíu thôi, bán đất ở đây á để xây dựng khu sinh thái thì sau này á ở đây cuộc sống sẽ thay đổi thôi. Cô thì vẫn ở quê nè, nhưng mà môi trường á sẽ thay đổi hơn, cô cũng đỡ làm vất vả hơn nữa. Anh vừa nói gì? Bán đất. Anh xúi tôi bán đất hả? Anh chết chắc với tôi rồi. Ơi, cô bị kẹt cây kìa. Để tôi giúp cho nha. Làm gì tôi ghê vậy? Đừng có nói là khoái tôi nha. Đâu? 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 Một kẻ ngây khờ, em đẹp tựa một nàng công chúa. Em và tôi đang cùng nhau giữa nơi dịu dàng. Làm cái gì tôi vậy hả? Ông ốm hôm sau mà làm cái gì sợ mình là ống sùm hết à? Ủa tôi thấy cô không la mà. Tại tôi sợ sâu. Làm lâu á mà cũng sợ sâu nữa. Con sâu rau tôi không có sợ, còn con sâu này tôi sợ nè, biết trơn. Mà nè, nếu cô sợ thì từ nay tôi sẽ bảo vệ cô nha. Cô đưa lại coi, anh đừng làm sợ tôi hả? đặt bây giờ đó. Cuộc đời còn gì hơn đâu, được cùng em đồng hành cả một thời thanh xuân. Thương nhau đến già, em là món quà vô giá. Để tôi khiêng giùm cho. Sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Ơ, đường này á, đường nhà cô hả? Tôi thích đi đâu tôi đi chứ. Được, đi đi. Giờ tao không muốn đi nữa. Không đi thì đứng đó, tôi đi. Đi đâu về trễ vậy con? Hôm nay con đi làm. Con thấy tôi hoạch hồng á. Gì Út? Nghe nói thằng Trường nó ra vườn hồng với con đúng không? Có gì hay kể nghe thấy. Rồi, anh ta thì có gì đâu mà hay Út. Đúng là công tử bột luôn. Không làm được một cái chuyện gì, đụng tới như cọng bún thiêu. Thiệt sự là cản tay cản chân con dữ lắm. Nhưng mà Út làm cái gì vậy? Út mới phải hỏi con á. Cái gì đâu tự nhiên lặng người rồi cái chua ngủa. Ôi Út đừng quan tâm. Nói chung là đừng nhắc tới anh ta nữa. Cứ vướng víu tay chân con dữ lắm. Con cắt đuôi rồi. Út thấy con thông minh chưa? Khỏi phiền. Thôi 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 đi vô lo tắm rửa. Ôi, nghỉ vô sớm nghỉ đi nè. Alo. Em có gặp Trường không vậy? Nó đi đâu anh không biết nữa, anh gọi nó không được. Ủa sao em nghe con Diệu nó nói là thằng Trường đi hái hồng với con Diệu mà chưa về nữa hả anh? Út, vô ăn cơm đứng đây chi vậy? Hồi nãy con nói con cắt đuôi thằng Trường rồi con bỏ nó đâu? Dạ ở trên đồi thông kế vườn hồng ạ. Mà sao vậy Út? Bộ bị gì chuyện gì hả? Trời ơi, nó lạ nước lạ cái. Bỏ thằng nhỏ đi vậy mà được. Lỡ có chuyện gì rồi sao? Mà điện thoại nó hết pin rồi, bây giờ không có gọi kiếm nó được nè. Nhưng mà làm sao con biết được là điện thoại anh bị cái gì? Nên con cứ nghĩ là anh sẽ gọi điện người ta tới đón anh về. Ôi, bày thiệt. Trời ơi, anh kiếm hết mấy chỗ xung quanh nó hay đi tới mà không có gặp. Gọi không được nữa, giờ không biết nó đi đâu nữa. Ê, nó về nè, thôi nha. Sao rồi Út? Nó về rồi. Trời ơi, con thiệt. Không biết anh ta có bị gì không ha? Mày đi đâu chiều giờ vậy? Hả? Em đi lạc. Rồi sao mày về được? Anh đi bộ về. Sao vậy? Gì vậy? Trường, sao vậy? Sao nóng quá vậy? Trường, Trường. Diệu ơi, Diệu. Diệu ơi. Dạ. Thằng Trường nó về rồi nhưng mà nó xỉu rồi con ơi. Trời đất, anh xỉu rồi hả? Ừ. Hey, anh ta bệnh một phần á là cũng do mình, hay là cứ qua bệnh coi sao ta? Ủa, mà mình đâu có bắt anh ta đi theo đâu. Tự đi, tự bệnh thì ráng mà chịu chứ. Mà làm như vậy có quá vô tâm không ta? Hay là... Trời ơi, không lo đi qua thăm người ta chuột lỗi đi, bây giờ còn đứng đó. Muốn qua thăm thì phải nấu cháo rồi đi qua chứ không lại đi tay không. Vô nấu cháo lẹ đi. Út, cái này á là Út suối con nấu cháo đem qua nha, chứ không phải ý của con. Không được mét má con đó. Biết rồi. Con nhỏ thiệt, hết sức nói. Sao đâu mất tiêu rồi, giờ chưa tới nữa. Sao giờ mới tới vậy? Anh Trường sao rồi anh? Nó đi lạc, xong cái nó té nó xỉu. Mặt mày nó xanh dần à, mà nóng nữa. Em vô em canh chừng nó đi, anh đi mua ít thuốc cho nó nha. Ừ. Ủa em có mang theo gì vậy? Em nấu cháo tới. Cho nó ăn miếng nha. Anh đi nha. Dạ, phòng bao nhiêu? Phòng bao nhiêu? Phòng 502. Có chừng vô lộn phòng đó. Đi nha. Anh Trường. Anh Trường. Trời đất, sao mà nóng cái vậy nè. Anh tỉnh rồi hả? Vậy tôi đi về nha. Lan ơi xin đừng cắt đứt dây chuông, đừng dối vàng khép còng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ mong, với niềm hối hận. Dù biết rằng Lan không vong phù bao giờ. Hay quá chị ba ơi. Hay gì tao nghe buồn muốn chết rồi. Ba cái tình yêu rồi khóc lóc rồi. Dẹp đi. Thôi chị ơi, chị cũng có thấm được mấy cái dòng nhạc rồi đâu. Biết sao không? Chị đâu có trải mấy cái tình vậy. Tình yêu người ta cũng đa màu đa sắc lắm, chứ phải tình yêu người ta lúc nào cũng như chị rồi tâm tối mù mịt đâu. Rồi chị nghĩ vậy, nó vậy thôi chứ tình yêu á nó vi diệu lắm. Nói tới nói lui á cũng dính vô, mà có ai dính vô mà thoát ra được đâu. Ai mà không u mê. Giống mày đó phải không? Ôi, dăm ba cái trải nghiệm đó thấm ít á thì khoái, mà thấm nhiều như chị hai đây hả? Trời đất ơi, nó mệt chết luôn đi à. Ngày xưa đó cũng chỉ vì chị hai dạy trai cho nên mới có con Diệu đó. Trời ơi, hố cái gì mày? Chẳng những dạy trai thôi mà chỉ còn bắt tụi chị em mình nè trốn chui trốn nhủi với chị ở trên này mấy chục năm trời đó. Em hố quá, hố luôn. Mày á quá đáng à, cái chuyện dạy trai, cái chuyện tình yêu của tao mắc mới gì tới mày chứ. Ủa vậy chứ lúc đó ai mà đòi theo tôi làm chi vậy hả? Ai còn hai đứa bay nữa, cấp bù lu bù lo à, đồng cam đồng khổ đúng không? Rồi giờ nói gì? Trời đất ơi. Dạ mấy má con mới về. Đứng lại họp chút xíu nè. Gì họp vậy má? Cái nhà của cái đoàn phim một ngày họp mấy lần? Mày im đi. Bây giờ tôi có hai chuyện muốn nhắc lại lần cuối. Chuyện thứ nhất á là tôi cấm mọi người nhắc tới cái chuyện cũ, mà nếu mà ai nhắc á là tôi đuổi ra khỏi nhà, nhất là con ba nè. Dạ. Dạ chị hai. Còn cái chuyện thứ hai, tao mà nghe đứa nào lén phán phản bội cái lời thề á là tao đuổi ra khỏi nhà. nhất là con ba nữa nè. Dạ chị hai. Dạ. Chị hai, em thấy đâu phải đàn ông nào cũng xấu xa đâu chị hai. Cũng có người tốt, người xấu nè. Sao mày biết người này người kia, dính chùm mà, không có ai tốt hết trơn á. Đừng có nghe lời ngon ngọt ha. Rồi lúc đó đau khổ rồi khóc bù lu bù lo. Cái này là tôi nói trước nha. Chứ rồi lúc đó rồi có chuyện gì rồi đừng có rồi kêu chị hai à. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì? Diệu. Dạ. Con có muốn được tự do yêu đương không? Hay là phải sống độc thân một mình cho tới già? Dạ... Con... Ui da. Ui da. Con nhức đầu quá, cả nhà cứ họp nha. Con đi nghỉ rồi, con nhức đầu quá. Ui da. Chà, nhỏ lạ nha. Thường ngày mạnh như trâu vậy, bữa nay bị đặt nhức đầu rồi nữa. Hay là cố tình muốn né tránh một cái điều gì đây nè. Ê, hay là mày nín đi ba. Thôi, giải tán. Chồng rồi. Ê, em ơi, Tết nay chị có chồng rồi.